cái chỗ mình ở ít nhà hàng á, mấy cái nhà hàng đó mình ăn hết rồi. Hôm nay mình lái xe 1 tiếng đồng hồ đi thành phố New Orleans để ăn, tính là đi ăn xong rồi đi dạo, nhưng mà cũng không biết có đi dạo không ai. Đi dạo sẽ quay phim cho các bạn coi. Thành phố New Orleans nhiều cũng có mấy cái video lần trước á, nhưng mà quay cái chất lượng nó hơi bị rung rung á. Nói mới nhớ quên đem cái cây gimbal ra rồi. Đang cầm cái điện thoại bằng tay để xoay để quay nhá, cho nên mình sẽ cố gắng hết sức để không bị rung. So we are on our way to New Orleans for my birthday lunch. And guess what? It's raining again in Louisiana. Yeah. We've had rain every day, I think, for the last 3 weeks. Right. Sometimes not very hard, sometimes real light rain, but pretty much every day. Well, since we got back from Texas. Yeah, but it's cooler, right? It's 76 today. Well, yeah, I mean, it helps keep it cool. That's the good part of it. Right. It seemed like we had some storm this morning. It looked like it's thunder. Yeah, it went by us mostly. I think it was heading to the east of us, and now we caught up with it this morning. Yeah. As we're driving to the east to New Orleans. Yeah. Thì bây giờ là mình đang lái xe đi New Orleans nhé. Đây để gì, sorry, để gì xe qua đây cho các bạn coi. Đó, trời đang mưa. Trời đang mưa lắm thì thành phố New Orleans sẽ là cái thành phố lớn nhất ở tiểu bang Louisiana. Mình nói lớn nhất ở đây có nghĩa là cái thành phố này nó đông đúc nhất á, rồi là thành phố chủ đạo của tiểu bang này, là họ rất là nhiều, nó là có cái cảng luôn, thành ra nó kiểu giống như thành phố, mỗi tiểu bang có một thành phố lớn và một cái thủ đô ha. Thì cái thủ đô của Louisiana đó là Baton Rouge, còn cái city á, cái thành phố của nó là New Orleans, thì cũng giống như ở Việt Nam mình nói hôm nay, như ở Việt Nam, ví dụ như ở Việt Nam cái thủ đô là Hà Nội, thì thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh đi, thành phố Sài Gòn đi, thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn. Thì ở tiểu bang New Orleans cũng vậy, ở tiểu bang Louisiana cũng vậy, thì New Orleans là thành phố lớn của tiểu bang này, là rất là nổi tiếng về về du lịch, về những cái kiến trúc nhà Pháp và Tây Ban Nha, kiểu nhà của họ rất là dễ thương và độc đáo, và nó có cả một cái French Market, là một cái chợ trời á, chợ trời rất là dễ thương. Để hôm nào mà Nhi sẽ nói với Cam Nhi á, Nhi sẽ đi ra cái chợ French Market đó để quay cho các bạn xem nha. Cái chợ hội chợ rất là dễ thương và rất là nhiều khách du lịch. Thì Nhi nói ngắn tóm tắt lại thôi, tại vì cái tiểu bang Louisiana này á, là ngày xưa là thuộc của mấy cái nước châu Âu hồi thời thuộc địa đó, mấy cái thuộc địa thì nó là thuộc cũng nó được sang tay đi mua đi bán lại cho từ những cái quốc gia châu Âu, trong đó có Tây Ban Nha và Pháp, thì Anh Quốc cũng có nữa, rồi cái mấy cái tiểu bang đó, mấy cái đất nước đó họ cứ mua xong rồi họ bán lại, thì sau này thì nước Mỹ mới mua lại cái nước, nó mới mua lại cái tiểu bang Louisiana này, là từ, để Nhi nhớ coi, Nhi nhớ không lầm, hình như Nhi nhớ là mua lại từ Pháp không, của gì đó ta, hình như của Pháp thì phải á. Cái sở hữu sau cùng nhất của cái nước mà sở hữu cái tiểu bang Louisiana này là sau cùng nhất đó là nước Pháp thì phải. Nhi sẽ coi lại và đính chính lại nếu mà Nhi nói sai nha. Thì nước Mỹ mới mua lại cái tiểu bang này, cho nên là cái tiểu bang này là các bạn sẽ nghe những cái tên đường và những cái tên món ăn hay là những cái cuisine của họ đó, là nó hơi hướng tiếng Pháp ở trong đó rất là nhiều, và ở tiểu bang này á, họ cũng nói tiếng Pháp. Những cái người dân mà thuộc hồi cái thế hệ xưa, mấy người già lớn tuổi rồi đó, thì họ sẽ còn nói tiếng Pháp, mà họ nói tiếng Pháp cái kiểu là theo kiểu Cajun á, là cái kiểu là thuộc một nhóm người nói về cái đó, thì đó là một cái câu chuyện khác nữa, đó là tiểu bang
trang này là nó có đa sắc. Can you plug your mouth in there? Okay. Và bây giờ Nhi ngưng đây rồi một lát nữa Nhi sẽ nói tiếp nha. Street. Đây là bãi đậu xe công cộng. Thì đậu xe tính tiền theo giờ nha các bạn. Thì mình đậu xe ở đâu cũng được. Rồi mình tới đây nè, có cái máy trả tiền nè. Mình tới đây mình mở thẻ vô mình trả tiền. Rồi khi nào mình đậu bao nhiêu thì nó sẽ trả vô, nó sẽ tính tiền như cái ấy của mình, như cái tiền của mình. Cái chỗ nhà hàng Nhi ăn là ở trên đường La Fiet. Không biết như thế nào, chưa có ăn thử. Nhưng chưa biết đây xung quanh là những tòa nhà trong cái khu downtown nhé. Khách sạn Le Méridien này là khách sạn nó thuộc tập đoàn Sheraton. Có cái tòa nhà này nó dễ thương quá nè. Không biết nó là gì mà nó đẹp quá nè. Nhìn nó giống như cái thành cổ. Các bạn thấy không? Thank you.
bây giờ mình sẽ đậu xe ở đây rồi mình đi bộ tới nhà hàng. Hôm nay mình ăn món Nhật, món nướng của Nhật, nhà hàng Nhật. Yeah. It's on the right hand side. What is the name of this? Chupa Chulas. Cái tên đường nghe vui vui. Cái khúc này dễ thương quá nè mọi người, nhưng mà nó vắng. Giờ này khúc này ít người. Is this it? Nope. Ôi cái tòa nhà này đẹp quá nè mọi người. 400. Wait, which one? Oh, this one? This right here. Yeah. Oh, it's in here. Tới rồi, đây mình ăn ở nhà hàng này đây. This is sushi, right? I love my sushi. It's so cute. You saw that? I like this piece. You want some fried chicken? So this is some fried chicken here. They have a sauce here. Okay, sau khi ăn xong, so today is my birthday and we have a Japanese barbecue in New Orleans. It was really quite good. Yeah, it's not a bad drive either. A lot of food. Yeah. So see here, there's a leftover. And in the middle of the table, they have the barbecue burner, right? Right. So with the sort of the set meal, when you finish with all the meat and cooking all the meat, they bring you 2 graham crackers, a little block of chocolate. I forgot to take a picture of that one. And marshmallow, so you have a s'more. That's your dessert. But I don't like that one. I mean, it's not my favorite. It's really sweet. Yeah. So now we walk into the parking lot. I eat a lot of food today. I might gain some pounds, a couple pounds. Hôm nay mình ăn nhiều quá, sinh nhật mình cho nên mình ăn nhiều quá. Lên ký. It's beautiful. Look at the camera. Yeah.
nice. I don't know what is that, but it looks nice. This is our limousine. Right? Yeah. Our limousine. Our truck. Give it to me. Mình có order thêm cái tráng miệng là cái món bánh tiramisu. Đây. Là nó là matcha, là matcha là cái như bánh tiramisu matcha nha. So this is my to go dessert. Matcha tiramisu. Right? Yeah. Okay. Now let's go home. Watch out. Okay, đây là khách sạn gì không biết cái tên. Nhìn đẹp quá. Đây là đường mình đi về nhà. Alright guys, let's go home. Thank you baby for my in for a quarter the birthday mile lunch. Take a slight right turn onto Annunciation Street. So my husband took me to New Orleans. 1 hour drive from our house to this restaurant for my birthday lunch. How'd you find out about it? I just go on Yelp and find out. Like I want some barbecue, like Japanese style or Korean style. And this is have a lot of like 4 or 5 star or something. I think 4 star. That's a similar restaurant. Emeralds? Yeah. You see the E? Emeralds restaurant. Ok, cái nhà đỏ đỏ này là nhà hàng của ông đầu bếp người Louisiana nổi tiếng ở đây nè. Không có mấy cái show dạy nấu ăn rồi mình cũng làm mấy món đồ ăn theo công thức của ông nhiều lắm. Go past the stop sign, then take a slight right turn onto Annunciation Street. Mấy món kitchen á, rồi ông cũng có bán mấy cái đồ nhà bếp luôn, đồ nấu nướng nhà bếp được có hết. Cái này là mình không có đi vô trong cái khu phố French Quarter. Tại vì cái French Quarter là nó nhỏ xíu là mình phải gửi xe, mình phải đi bộ lòng vòng đó, ý là đường rất là chật, rất là nhỏ, khó kiếm được chỗ đậu xe lắm. Cho nên là tụi mình đi ăn xong rồi đi về, không có đi dạo. Tại vì trời cũng 80 độ, hôm nay là giờ này là 80 độ F. This is a very cute place. At the next light, turn right. Mấy cái quán này dễ thương không nè mọi người. Nó ở Louisiana, mấy New Orleans cũng còn nhiều cái tòa nhà cũ vậy nè, bỏ hoang á. Annunciation, this is the street name. Đây có rất là nhiều tòa nhà cũ nha. Cũ và cũ. At the light, turn right to merge onto Business US Route 90 East. Bên phải mình quên quay rồi, bên phải mình là cái tòa nhà gọi là cái gì?
đó, trong